Vương chủ đại nhân, việc về vật tư kéo dài càng lâu, đối với mặc tộc ta lại càng bất lợi. Đến nay vật tư có thể yên ổn quay về bất hồi quan đã không còn bao nhiêu. Lẽ nào ngươi muốn đáp ứng yêu cầu vô lý đó của hắn? Nam thành tự nhiên là không thể nào đáp ứng Dương Khai được, nhưng kẻ này luôn rất tham lam, nếu cho ít chỉ sợ hắn cũng không đồng ý. Việc này ngươi tự mình làm chủ đi, đừng đến làm phiền ta nữa. Nhân tộc sao lại làm ra thứ này chứ? Bản quân thả cùng Thánh Long phục quảng giao thủ quá chiêu, cũng tuyệt đối không muốn nghe thấy hai từ Dương Khai nữa. Lát sau bên ngoài đại điện. Đừng nói với ta, lại là Dương Khai đó đã đả thương các người. Dạ, không chỉ chúng ta, những vực chủ duy trì tứ tượng trận khác cũng liên tiếp bị Dương Khai đánh lén, may mà không có thương vong. Ồ, không có thương vong. Vết thương của hai vực chủ đó giống hệt nhau, đều ở trên ngược thiên về phương vị bên trái hai tắc. Đây là vô tình hay là cố ý đây? Nếu là cố ý, Dương Khai chắc chắn đang truyền đạt một tin tức gì đó, hắn hoàn toàn có năng lực kích sát hai vị vực chủ này, có thể lưu thủ, là đang thể hiện thành ý của chính mình. Mana gia đại nhân, sau khi Dương Khai đó rời đi, chúng ta đã phát hiện ra vật này, có lẽ là của hắn lưu lại. Vị trí đánh dấu trong càn khôn đồ này, chính là cứ địa mà mặc tộc đang ra sức khai thác hiện giờ thì ra Dương Khai sớm đã biết rồi. Dù trở thành thân ngụy vương chủ thì đã sao, lần này đối kháng với Dương Khai ta đã thất bại hoàn toàn, đến cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp ừ để tất cả vực chủ đều quay về bất hồi quan đi đại nhân dương khai đó phải làm sao ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với hắn sau đó trong hư không nhìn thân sắc của mana ra đại nhân giống như đã có quyết đoán rồi việc vật tư vương chủ đại nhân đã toàn quyền ủy thác ta đến xử lý tốt lắm đề nghị lần trước của ta vẫn có hiệu lực hai ta quen biết cũng không ít năm rồi mặc dù mỗi người vì một trận doanh nhưng ta đối với tôn giá vẫn là cực kỳ bội phục, không bằng gọi ngươi một tiếng Dương huynh thế nào hả? Vậy ta nên xưng hô ngươi thế nào? Ma huynh. Mặc tộc các ngươi không có thứ như họ tên hả? Chỉ có vương chủ mới có tư cách lấy Mặc làm họ. Đến nay vương của tộc ta chính là Mặc Thị. Dưới vương chủ danh tính tự lập, Dương huynh cứ gọi thẳng tên ta là được. Dương huynh, cuối cùng việc vật tư năm thành là tuyệt đối không thể nào, vị khẩu này cũng lớn quá rồi. Nhân tộc có câu nói xưa, miệng lớn ăn bốn phương, ngươi xem miệng của ta có lớn hay không. Dương Huynh, hôm nay ta là thật lòng thật ý muốn thương lượng việc này với ngươi, mong Dương Huynh đủng đùa. Thế này, ngươi và ta mỗi người lùi một bước, ta không lấy nam thành, ngươi cũng đừng nói một thành gì hết, bốn thành được không, hai thành. Ba thành, mana ra ngươi cũng không cần ép giá, ba thành là giới hạn cuối cùng của ta, nếu mặc tộc còn không chịu đáp ứng, vậy thì không cần bàn thêm gia hỏa này rốt cuộc là đến ăn cướp hay là cố ý gây chuyện với ta vậy? Còn có, tất cả vật tư khai thác từ bên ngoài vào có thể do mặc tộc tiếp thu, cứ mỗi 10 năm. Không, lấy thời hạn 5 năm, mặc tộc phải bỏ ra ba thành tất cả vật tư, đưa ra khỏi bất hồi quan giao đến tay ta. Vật tư mỗi nhánh đội ngũ đưa về đều không giống nhau, phẩm chất cũng không tương đồng, nếu không kiểm nghiệm kỹ càng, ai cũng không biết trong vật tư đưa về rốt cuộc có những gì. Nếu là vậy, thì có thể đáp ứng yêu cầu của Dương Huynh. Vậy Dương Huynh, mọi việc đến đây là coi như êm xuôi rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Đợi đã. Ta còn có một điều kiện. Dương Huynh mời nói, biết ngay chuyện không đơn giản như vậy, tên Dương Khai này nào phải tên dễ chịu thiệt. Trong các chiến trường đại vực, ta không hy vọng nhìn thấy bóng hình của bất kỳ một vị ngụy vương chủ nào. Hắn quả nhiên đã đoán được, vốn kế hoạch để mông quyết âm thầm tiếp tục mai phục do ta lên tuyến đầu kết quả còn chưa chờ thực thi, đã bị lời của Dương Khai chặn chết rồi. Dương Huynh yên tâm, ta quanh năm ở bất hồi quan, chuyện lớn nhỏ do ta ra tay xử lý, tuyệt không thể đến chiến trường tiền tuyến. Còn ở đây giả nữa, ý trong ngoài lời, hình như mặc tộc chỉ mình hắn là ngụy vương chủ vậy, nếu vậy chuyện này quyết định vậy đi. Như vậy rất tốt, mê ném cho hắn một vò rượu. Lần trước đã nói, đến bất hồi quan sẽ mời ngươi uống rượu, hôm nay hợp tác vui vẻ, hũ rượu này tặng ngươi. Năm năm sau ta sẽ nói ngươi biết chỗ bàn giao vật tư. Ngoài ra, vật tư quý tộc khai thác nhiều ít trong lòng ta biết rõ, mong các ngươi thành thật một chút nếu không ta sẽ từ chối nhận. Lợi ích có không còn từ chối, đúng thật là không hiểu nổi. Mana ra mở hũ rượu men đưa. Tức giận mà đập luôn, ức hiếp người quá đáng. Thời gian trôi qua 5 năm sau. Phụng lệnh đại nhân Manaza đến giao vật tư cho đại nhân Dương Khai, mời đại nhân Dương Khai điểm thu. Bên mặc tộc ăn xén là điều chắc chắn, chắc chỉ có 25%, cũng không quá đáng. Nếu không có vấn đề gì, tiểu nhân về phục mệnh, chờ đã, đại nhân còn việc gì? Mang cho mana ra, được lợi của mặc tộc, đương nhiên phải trả chút đồ về, cái này gọi là có qua có lại. Hắn ta vừa đón lấy vò rượu, thì đã không còn thấy bóng dáng bên đâu nữa. Dương khai đậu xanh, làm như ta và hắn có giao dịch âm thầm gì vậy, sau này vương chủ đại nhân làm sao tin ta? Đại nhân Manaza, rượu này. Ta đi tìm vương chủ đại nhân nói rõ. Cảnh chuyển tới tổng phủ tư nhân tộc. Tiền bối, đây là vật tư 15 năm nay ta thu được. Vật tư chiến trường mặc, từ khi nào phong phú như vậy? Cậu đi cướp mặc tộc à? Chỉ có mặc tộc mới có thể lấy ra nhiều vật tư như vậy nếu không vốn không thể giải thích chuyện trước mắt. Coi là vậy, ta và mặc tộc đã đạt thành vài hiệp nghị sau này vật tư bên bất hồi quan khai thác ra, chia ta 30%. Nếu không phải mặc tộc bị ép hết cách, sao có thể đồng ý với yêu cầu nực cười này của Dương Khai? Nhưng Dương Khai một thân một mình, nhất định nhiều lần đối mặt với nguy cơ sinh tử, trọng trách hy vọng của một tộc, lại đặt lên vai một người. Mễ Kinh Luân hành lễ với Mên, Sư Huynh làm gì vậy? Sư Huynh thay tỷ vạn người trong tộc, tạ qua Sư Đệ. Nặng lời rồi, Sư Đệ tuyệt đối không dám nhận ta cũng là xuất thân nhân tộc, thân bằng hảo hữu của ta, rất nhiều đều đấu tranh với mặc tộc trên chiến trường. Những việc này là điều ta nên làm. Sư huynh, gần đây cục thế hai tộc thế nào? Vẫn như cũ, không có biến hóa gì quá lớn. Trong chiến trường đại vực các nơi, không ngừng có người mới của hai tộc xuất đầu và có rất nhiều tinh nhuệ anh tài đã từ chiến xa trường. Trước mắt nhân tộc không thiếu thiên tài, nhưng thiếu thời gian. Nhóm hạt sống tốt sớm nhất trực tấn thất phẩm muốn tấn thăng cửu phẩm, vẫn cần thời gian, trầm định và rèn rũa của tuế nguyệt. Việc như tấn thăng đột phá, người ngoài không thể giúp được gì, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân. Sư huynh, ta còn có việc phải làm, đi trước một bước đây. Được, sư đệ một thần một mình ở ngoài nhất định phải cẩn thận. Hy vọng một ngày nào đó khi quay trở lại, có thể nghe thấy một số tin tốt. Cảnh chuyển tới sơ thiên đại cấm chiến trường ngoại vây. Phục quảng tiền bối, tình hình ở sơ thiên đại cấm thế nào rồi, là Dương Khai đến rồi à? Bên này chiến sự khá gấp rút, may là Ô Quảng phối hợp không tồi với Thoái Mặc Quân, cũng có thể suy trì cục diện. Nhưng mà giết chóc nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể thấy được Mặc tộc trong Sơ Thiên Đại Cấm yếu đi chút nào, giống như giết không hết, diệt cũng diệt không nổi. Chỉ cần một ngày Mặc chưa chết, Mặc tộc sẽ giết không hết, tên này chính là nguồn gốc. Tiền bối bảo trọng, ngày sau nếu có việc gì cần dùng đến vãn bối, cứ việc phân phó. Đến nay đã mấy trăm năm qua đi vật tư trong tay Nhược Hy có lẽ cũng đã tiêu hao gần hết rồi, nên đi xem thử rồi. Sau đó tại hỗn loạn tử vực, Dương tiểu tử, ngươi thật đúng là phí tâm phí sức lắm, từ xa xôi chạy đến để đưa Tư Nguyên cho Nhược Hy. Nay có đại ca đại tỷ coi trọng tu hành của Nhược Hy, những năm nay vẫn luôn đốc thúc cô ấy luyện hóa ngũ hành Tư Nguyên, không có lúc nào lơ là. Bản thân Nhược Hy cũng là tính cách có thể nhẫn nại và chịu khổ, chúng ta cũng không làm gì hết cô ấy tự biết chỉ có tự thân thực lực cường đại mới có thể phóng ra ánh sáng thuộc về chính mình trong đại chiến tương lai. Cho nên những năm nay cũng cố gắng gấp bội, thực lực đề thăng tự nhiên là vô cùng nhanh chóng. Đợi đến khi nhược hy tu luyện thành công, nhất định sẽ trở thành một chỗ dựa vững cho nhân tộc. Cảnh chuyển tới bất hồi quan đại điện. Mấy năm gần đây, ta có thể rõ ràng cảm nhận được giao chiến của hai tộc nhân mặc càng kịch liệt hơn so với trước kia, cục diện cân bằng trước mắt đại khái đã không duy trì nổi bao lâu nữa. Ha ha ha, đây là thanh âm của vương chủ đại nhân độc nhãn vương chủ đang cười trong sung sướng ha 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 đại nhân có phải có việc mừng gì không không sai là có việc mừng ngươi đoán thử xem việc mừng này từ đâu mà đến tiên tuyến chiến trường mặc tộc ta đại thắng giết vô số vương giả nhân tộc mana gia ngươi cảm thấy sao chắc không phải là phía sơ thiên đại cấm có tiến triển gì rồi chứ không sai mana gia vẫn thông tuệ như vậy chính là phía sơ thiên đại cấm có tiến triển rồi. Sao ngươi có thể nghĩ ra được? Như năm gần đây, việc lớn nhỏ trong tộc đều do ta xử lý, nếu ta không nhận được, vậy tự nhiên không phải việc của chiến trường tiền tuyến. Ngàn năm trước, đại nhân từng nói qua, tộc nhân trong sơ thiên đại cấm đang nghĩ cách phá giải đại cấm, hôm nay đại nhân vui mừng như vậy, chắc chắn là bên đó đã truyền đến tin tức tốt. Mong quyết, học tập mana ra nhiều chút, đối phó nhân tộc phải dùng đến não. Xin nhớ lời đại nhân. Mong quyết nhớ kỹ rồi. Đại nhân, phía Sơ Thiên Đại Cấm đã truyền đến tin tức gì vậy? Có một nhóm tộc nhân đã thành công bước ra khỏi Sơ Thiên Đại Cấm rồi. Việc này thật đúng là việc đáng mừng. Trong số tộc nhân bước ra có Vương chủ không? Tình hình phía Sơ Thiên Đại Cấm ngươi cũng biết đấy, có một chút kẽ hở đã là không dễ dàng gì, nếu là Vương chủ bước ra, động tĩnh quá lớn, sợ là sẽ bị nhân tộc cường giả phát giác. Trước mắt số lượng tộc nhân bước ra không tính là nhiều nhưng mà sau đó sẽ có càng nhiều tộc nhân rời khỏi sơ thiên đại cấm thôi. Đại nhân, phía sơ thiên đại cấm nếu có nhân tộc cường giả tọa chấn, các tộc nhân sao có thể tránh được giám sát của bọn chúng mà tìm được kẽ hở vậy? Lúc trước từng nói với ngươi, thực lực của nhân tộc cường giả này không thể bằng thương, còn tự cho là thông minh chủ động chém ra một đạo khuyết khẩu, tự nhiên là không thể đề phòng được chúng ta rồi. Đại nhân, những tộc nhân đó chưa từng rời khỏi sơ thiên đại cấm, không hề quen thuộc với ngoại giới, có cần ta đến tiếp ứng không? Không thể. Có gì không thể? Dương Khai đến nay, đang ở ngoài bất hồi quan, nếu ngươi rời đi, hắn lập tức có thể phát hiện ra hành tung của ngươi, nếu là vậy, đem ngươi giấu diễm đến tận bây giờ, còn có ý nghĩa gì nữa? Chật chật. Không sai, mong khuyết ngươi không thích hợp lộ diện, những tộc nhân đó thậm chí không thích hợp đến bất hồi quan. Đại nhân anh Minh, nếu để Dương Khai biết được tung tích của những tộc nhân này, rất dễ dàng có thể nghĩ đến liệu có phải phía sơ thiên đại cấm đã xảy ra chuyện hay không. Mong đại nhân truyền tin, để những tộc nhân đó tu chỉnh tại chỗ, đợi cơ hội đến, đừng để bại lộ. Được, những tộc nhân từ sơ thiên đại cấm bước ra đó đều có thương thế trên thân, bọn họ cần vật tư liệu thương, việc này giao cho người xử lý. Dạ. À. Mười năm sau trong hư không, quay về nói với Ma Gia, lần tới còn dám cắt giảm phần của ta như vậy, bản tọa sẽ tự mình ra tay đi lấy đấy. Dạ dạ dạ. Ta nhất định sẽ nói rõ việc này với Mana ra đại nhân. Cút đi. Mấy năm gần đây, vật tư mà Mana ra gia giao lên càng lúc càng ít, phẩm chất cũng không bằng lúc trước, phía mặc tộc rốt cuộc đang dở trò gì vậy. Thiên địa của Mạc Chi chiến trường rộng lớn như vậy là một mảnh bảo khố cực lớn. Chỉ cần mặc tộc chuyên tâm khai thác, ta không tin bọn chúng lại thiếu vật tư. Lại đến kỳ hẹn trăm năm với đám Âu Dương Liệt rồi, đi xem thử thôi. Mên bay tới phủ lục nơi Âu Dương Liệt đang khai thác vật tư. Âu Dương tiền bối, a, à, ông ấy ra hiệu cho bên giữ im lặng. Sao không có ai vậy? Đi theo ta. Là mặc xào. Nơi này vậy mà lại có mặc xào. Hơn nữa nhìn quy mô và tình hình phóng ra mặc chi lực ở ngoại vây của mặc xào này, rất có khả năng là vương chủ cấp mặc xào. Mười năm trước, ta và mấy vị bát phẩm khác dẫn theo mấy vạn võ giả chuyển dịch nơi khai thác đến phụ cận. Khi đến đây tra xét tình hình, vô tình phát hiện ra thứ này. Mặc chi lực sinh ra trong mặc xào không hề phóng ra xung quanh, mà là cố gắng tụ tập vào trong mặc xào, xem ra là một tòa mặc xào còn chưa hoàn toàn nở ra. Lúc sư huynh phát hiện mặc xào này, có từng thấy mặc tộc tiến vào không? Không thấy. Vậy thì kỳ lạ rồi, một tòa mặc xào khả năng là vương chủ cấp dựng ra ở nơi khỉ ho co gái này, lẽ nào là mặc tộc đã vứt bỏ từ lâu sao? Việc này cũng không đúng, mặc xào là tồn tại rất đặc biệt, là nơi nuôi dưỡng mặc tộc, bọn chúng không thể nào vứt bỏ như vậy sư đệ hay là ta đi xem thử ta đã muốn làm vậy từ lâu rồi không ta đi không phải ta không tín nhiệm sư huynh chỉ là đến nay cục thế không rõ bắt buộc phải đưa ra ứng phó xấu nhất chỉ sợ bên trong còn có vương chủ cấp cường giả tọa trấn vậy ta lược trận cho sư đệ sư huynh tự mình cẩn thận mên tăng tốc tiến thẳng tới tòa mặc xào đứng phía trên quan sát tình hình sau đó thi triển kim ô chú nhật kia là Dương liệt cũng tiến tới bên cạnh. Bên trong mặc xào đã có những vực chủ bay ra. Trong mặc xào kia lại che giấu 10 vị vực chủ. Sư huynh yên tâm, đối với ta mà nói, chỉ cần không có vương chủ. Vậy thì ta chính là vô địch. Một kích men tung ra đã diệt luôn mấy vị vực chủ. Nhanh thật, cũng không biết là Dương khai quá mạnh hay là các vực chủ quá yếu đây. Ủa, tình hình có chút không đúng. Thương thế của những vực chủ này hình như không hoàn toàn là công lao của Kim Ô Chú Nhật. Mọi người hãy cẩn thận, nhìn ta ra hiệu mà hành động. Thực lực của vực chủ tiên thiên rất mạnh, cho dù là bị thương, thương thế cũng không thể nào rõ ràng như vậy được. Trừ khi những tiên thiên vực chủ này vốn dĩ đã bị thương sẵn. Ha, xem ra chém chết các ngươi không cần phải tốn quá nhiều sức lực rồi. Đi đi Kim Ô, nó bay tới mổ đám vực chủ. Nhanh, vây quanh tấn công hắn, đừng cho hắn cơ hội nữa cùng nhau xông lên. Đến rất đúng lúc. Mên lướt qua đã chảm sát ba tên vực chủ, bọn chúng kêu la thảm thiết. Tiểu tử này, cũng mạnh quá rồi. Bát phẩm lão tướng như mình, ở trước mặt hắn đến ngay cả sách dép cũng không xứng. Mọi người đều là tu khai thiên, sao khoảng cách lại lớn đến như vậy. Chia nhau ra mà chạy. Mên thi triển không gian pháp tắc khóa chặt chúng lại. Đột nhiên không thể nhúc nhích được nữa, mên dơ thương long lên đâm xuyên qua ngực tên đó. Hắn kêu cứu. Nhưng ai có thể cứu được hắn lúc này? Tên tiếp theo. Mên dùng thương đâm tới à ta. Vẫn là những tiếng hét thất thanh. Dám giết tộc nhân của ta. Đi chết đi. Một tiếng nổ vang lên sau khi Mên nhận đòn công kích từ hắn. Lại không bị tổn thương chút nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là một nhân tộc nhỏ bé. Lại có thể giết được những vực chủ tiên thiên chúng ta giống như giết chó và gà trong chớp mắt men đã lấy luôn thủ cấp của hắn ta là ông nội của ngươi đây một tiếng cười vang lên ha 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 quả nhiên chém giết với kẻ địch mạnh mới là khát vọng lớn nhất của lão tử tên này lại không sao sư đệ vừa rồi hình như ta đã cảm nhận thấy ra hỏa này vốn có thương thế trên người không sai thương thế của bọn chúng không nhẹ sao bọn chúng lại bị thương được chứ ai đã đả thương bọn chúng vậy hơn nữa vì sao bọn chúng lại trốn ở đây để trị thương Tiên thiên vực chủ của mạc tộc thông thường đều thích ngủ sâu trị thương ở bất hồi quan, vương chủ cấp mặc xào bên đó rất nhiều. Lại có vương chủ như mặc vực tọa chấn, tính an toàn chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với loại hư không hiếm thấy như này chứ. Thật là không hiểu nổi, chắc không phải là nội bộ ma tộc có vấn đề, ngụy vương chủ gọi là ma na ra kia muốn tự lập môn hộ chứ. Nếu thật sự là vậy, thì có thể miễn cưỡng giải thích được những tiên thiên vực chủ này vì sao lại ẩn nấp tại đây. Mana gia chỉ là ngụy vương chủ, bên trên còn có vương chủ chính thống như mặc vực cho dù hắn có tâm tư tự lập môn hộ những tiên thiên vực chủ khác sao có thể dễ dàng để yên chứ manaza có lẽ không có tâm tư này đâu cũng không có bản lĩnh đó từ kinh nghiệm tiếp xúc nhiều năm nay của ta với mặc tộc nội bộ mặc tộc có lẽ có những ám đầu rõ ràng một số mặc tộc cường giả có tâm tư của chính mình nhưng đối với bên ngoài mặc tộc lại là một khối sắt chân chính mana ra không thể nào làm những việc ngu xuẩn như tự lập môn hộ đâu mặc tộc không cần phải làm thêm việc thừa thải này, 15 vị vực chủ chạy đến nơi này để nở ra một tòa vương chủ mặc sao, tập hợp thành một nhóm, trừ phi. Những vực chủ này không phải đến từ bất hồi quan. bên quay lại tòa mặc sao, sư đệ. Mên tung một trưởng đánh tan tòa mặc sao của bọn chúng. bên để ý tới bên dưới nơi mặc sao vừa bị hủy. Ở đó, một thứ gì đó sáng lấp lánh bên dưới mặt đất. Đây là ý thất phẩm mộc hành phẩm chất không tồi. Bên này cũng có. Lục phẩm kim hành. Một lúc sau, vậy mà lại có hơn cả trăm. Những vật tư này rõ ràng không phải do bản thân tòa càn khôn này nuôi dưỡng ra, mà là từ trong mặc xào bị hủy đi đó rơi rớt ra, những vực chủ đó còn chưa kịp dùng đến. Kỳ lạ, những vực chủ này lấy đâu ra nhiều vật tư vậy chứ? Ta thấy hơn 10 vị tiên thiên vực chủ đó trốn ở đây để trị thương, dưới trướng đều không có bất kỳ một mặc tộc tạp binh nào, ai lại giúp bọn chúng khai thác chứ đúng vậy đợi đã âu dương sư huynh mau hội hợp với những người khác trước lúc ta quay về thì phải chú ý ẩn nấp có dị thường cũng đừng manh động ngươi đã phát hiện ra gì sao có chút cách nghĩ nhưng còn phải đi xác định ta đi nghe ngóng một chút đã sư huynh nhớ lấy lời ta đấy chú ý ẩn nấp ngươi còn chưa nói với ta ngươi muốn đi đâu mà mấy lần nhận vật tư gần đây giữa ta và phía mặc tộc mặc tộc cắt giảm càng lúc càng quá đáng lẽ nào phía bất hồi quan không phải cố ý cắt giảm mà là số lượng vật tư thật sự không đủ bọn chúng đã đem lượng lớn vật tư đưa ra khỏi bất hồi quan đưa đến bên ngoài những nơi ẩn nấp này phía đám tiên thiên vực chủ để bọn chúng ấp ra vương chủ cấp mặc xào dùng để trị thương lẽ nào những tiên thiên vực chủ lưu lạc bên ngoài đó tuyệt đối không chỉ một nhóm có lẽ còn có nhiều hơn nếu ta đoán không sai những vực chủ lai lịch bất minh này chính là chiêu bài mà Mana gia đã giấu đi. Thời khắc mấu chốt sẽ dùng đến bọn chúng thì có thể đánh cho nhân tộc không kịp trở tay. Chỉ là Mana gia tuyệt đối không thể ngờ đến, hắn sắp xếp cho mặc tộc ở hậu phương vương thành di chỉ, lại vừa hay gặp phải sắp xếp của nhân tộc, bị ta và Âu Dương Sư Huynh phát hiện ra. Đã làm phiền rồi. Không sai, Mana gia muốn trách. Thì phải trách ông trời không đứng về phía ngươi thôi. Mên thi triển nhật nguyệt thần luân, bắt đầu tàn phá. Đã có những tên mặc tộc bất ngờ đổ tiết. Bọn chúng kêu gào thảm thiết, không biết vì sao mà chết. Đệt, ra hỏa ô quảng đó, quả nhiên không trông chờ được. Vậy mà lại để nhiều vực chủ chạy ra như vậy. Không được, phải quay về tổng phủ tư một chuyến, đem tin tức này nói với bọn họ. Âu Dương Liệt và các lão tướng bát phẩm đang tuần tra trong hư không. Âu Dương Sư Huynh, Dương Khai ngươi quay về rồi à? không phí lời nữa, cùng ta quay về tông phủ tư một chuyến. Các vị, khoảng thời gian này các ngươi phải chú ý ẩn nấp, mặc tộc có không ít vực chủ đã lưu lạc bên ngoài, chư vị phải cẩn thận một chút. Đã rõ, ta nói. Lát sau tại thái hư cảnh, nói trước một tiếng đi chứ, dọa chết ta mất. Cây đại thụ lớn quá, sư đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phía sơ thiên đại cấm có thể đã xảy ra chút vấn đề rồi, có tiên thiên vực chủ đã chạy ra từ đó chính là những kẻ lúc trước chúng ta đã gặp phải sao? Chẳng trách bọn chúng không đến bất hồi quan, đây là sợ bị người phát hiện ra mà. Đại khai có bao nhiêu vực chủ, khó mà xác định, nhưng số lượng có lẽ sẽ không ít. Lúc đầu tòa Vương chủ cấp mặc sao đó là Âu Dương Sư huynh đã phát hiện từ 10 năm trước, lại suy tính đến công phu mà đám vực chủ đó đã bỏ ra từ Sơ Thiên Đại Cấm Mai phục quay về, Sơ Thiên Đại Cấm có thể đã xuất hiện vấn đề từ 10 năm trước rồi. Thời gian mấy chục năm trời mới biết đã có bao nhiêu tiên thiên vực chủ từ sơ thiên đại cấm chạy ra chứ. Âu Dương Sư Huynh, ta cần ngươi quay về Tổng Phủ Tư tìm mễ Sư Huynh, đem việc này nói rõ với hắn, để nhân tộc ta có chuẩn bị để ứng phó sớm. Được, ta hiểu rồi. Việc này trọng đại, mặc tộc sự âm chiêu từ trọng ám địa như vậy, chắc chắn phải nói mễ đại đầu sớm chút. Ngoài ra, trong tương lai không xa, phía mặc tộc có thể sẽ có thêm một nhóm ngụy vương chủ nữa, phải để mễ sư huynh tăng thêm phòng bị có thêm một đám ngụy vương chủ. Không thể không nói, Mana ra đúng là một tên gian xảo. Hắn đem những tiên thiên vực chủ đó sắp xếp ở nơi sâu thẳm trong mặc chi chiến trường, cung cấp vậy giúp bọn chúng trị thương. Cũng bao gồm tâm tư sẽ hy sinh bọn chúng vào lúc cần thiết để bọn chúng liên thủ tạo ra ngụy vương chủ. Theo như tình báo hiển thị, mặc tộc tạo ra một vị vương chủ phải hy sinh mười mấy vị tiên thiên vực chủ cùng một tòa vương chủ cấp mặc xảo. Mà sắp xếp của Manaza vừa hay thỏa mãn điểm này. Cho nên sư đệ ý của ngươi là, mana ra đó thực ra đang thực thi kế hoạch tạo ra ngụy vương chủ. Không sai, nhân tộc sớm có ứng đối, cũng là lo trước ứng sau. Sư huynh đi đi. Mên đưa Âu Dương Liệt quay trở lại báo tin, còn Mên quay lại chiến trường mặc tộc. Lúc đầu ta không hiểu. Phía mặc tộc rõ ràng biết xông ra khỏi sơ thiên đại cấm chính là tìm đến cái chết, vì sao còn muốn liên miên bấy tuyệt mà phát khởi công kích cho dù mặc tộc có ngu xuẩn cũng nên nhìn ra cách làm tiêu giảm thực lực của bọn chúng vậy mà mặc tộc lại giống như đám ngu mà đối đầu với thoái mặc quân đến nay ta đã hiểu rõ rồi không phải bọn chúng ngu xuẩn mà là bọn chúng có mưu đồ khác đại chiến ở nơi khuyết khẩu chỉ là minh tu sạn đạo tiếp trợ chiến sự kịch liệt bên này bọn họ đã lôi kéo sự chú ý của thoái mặc quân hạn chế thánh long phục quảng thậm chí hạn chế đến tâm thần của ô quảng tọa trấn ở sơ thiên đại cấm như vậy thì, ở phương vị mà Ô Quảng và Phục Quảng không chú ý đến, mặc tộc liền lén độ trận thương, lén mở ra một thông đạo có thể để đảm bảo Tiên Thiên vực chủ có thể chạy ra được. Bọn chúng chắc chắn không dám làm quá đáng quá, cho nên thông đạo đó cho dù tồn tại, các vực chủ cũng phải trả giá cực lớn mới có thể cường hành chạy trốn. Ở vị trí nào đó, phía mặc tộc cố kỵ nhất có lẽ là ở Quảng Không Chế Sơ Thiên Đại Cấm, phàm là bị hắn phát hiện ra một chút dị thường, nỗ lực nhiều năm như vậy đều phải mất hết. Cho nên, vị trí đó chắc chắn sẽ ở phương vị mà Ô Quảng không dễ gì mà phát hiện ra. Dương Khai làm sao vậy? Hắn lần này qua đây rõ ràng không bình thường lắm. Nhiều ngày sau, Mên vẫn bay xung quanh lồng giam tìm kiếm kẽ hở. Lúc này trên lồng giam đã xuất hiện điều khác thường. Một tên vực chủ đang âm thầm chui ra từ bên trong. Tự do rồi. Nơi này không thể ở lâu. Mên nhanh chân đuổi theo tên vực chủ đó. Ô Quảng, đến mau Nửa ngày sau, ha ha ha, cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi quái quỷ đó rồi. Hắn đã tụ hợp lại với một đám vực chủ khác, đồng hỉ đồng hỉ. Còn phải đợi thêm mấy vực chủ nữa, tập hợp đủ 15 vị thì chúng ta lại xuất phát. Vì sao lại phải đợi đủ 15 vị chứ, vậy chẳng phải còn phải đợi rất lâu sao. Việc này là sắp xếp phía bất hồi quan, chúng ta cứ nghe theo là được. Nơi này không có mặc xào, lại không có mặc chi lực, muốn trị thương đều không có cách nào hết, đợi chờ thế này cũng vô ích. Phía bất hồi quan đã sắp xếp thỏa đáng rồi, chúng ta lúc này chỉ cần đến địa điểm, cái gì có cũng đều sẽ có. Được rồi, cũng chỉ có thể vậy thôi. Các ngươi sẽ không có gì hết đâu. Men vừa xuất hiện đã bắn xuyên thủng đầu một tên. Không ổn chúng ta vừa chạy ra từ sơ thiên đại cấm, nguyên khí đại thương, còn không bằng hai ba thành của trạng thái toàn thịnh. Chạy mau. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, do men chảm sát bọn chúng. Đậu xanh, còn thiếu. Còn thiếu một chút. Hắn ta từ từ gục xuống, mên để ý có gì đó rơi ra từ trong người hắn. Một tòa mặc xào rơi ngay bên cạnh. Đây là mặc xào. Giữa mặc xào có mối tương quan lớn mạnh, mấy tên vực chủ này có thể mượn nó liên lạc với bất hồi quan. Mặc kệ cái này trước, còn một việc cần ta mau chóng làm rõ. Hai tháng sau tại Sơ Thiên Đại Cấm. Từ trên lồng giam của Sơ Thiên Đại Cấm, một tên vực chủ đang từ từ thoát ra vừa xuất hiện hắn đã bị thổ huyết. Cưỡng chế chạy ra, phản phệ mang lại đúng là đáng sợ, phải mau chóng chạm mặt với các vực chủ khác mới được. Lúc này men đã ở phía sau cầm sẵn thương long trên tay. Sau đó dịch chuyển tới trước mặt hắn. Người đến là ai? Thương long từ phía sau đã bay thẳng tới đầu tên vực chủ. Nếu không phải tên tiên thiên vực chủ này bị thương, phép thuật ẩn này của ta chưa chắc đã giấu được hắn. Tính kỹ thì, Hình như chưa đến 2 tháng đã có 5 vị tiên thiên vực chủ chạy thoát khỏi đại cấm, vậy một năm sẽ có 30 người. Nhưng trong dự tính lúc trước của ta, sơ thiên đại cấm có thể mấy chục năm trước đã xảy ra vấn đề. 30 năm nay, đã có hơn ngàn tiên thiên vực chủ chạy khỏi sơ thiên đại cấm. Phải nhanh chóng bảo ô quảng vá lỗ hở lại. Vấn đề không lớn, nếu tu vá cũng không phải chuyện khó gì, sau này ta sẽ chú ý hơn. Dùng tâm một chút, còn có chuyện như vậy nữa, nhân tộc sẽ tiêu mặc tộc đáng chết dám giở trò trước mặt bổn tôn hại ta mất mặt trước tiểu bối xem ta làm sao trị ngươi cảnh chuyển tới chiến trường xung quanh thoái mặc đài tiên thiên vực chủ rút binh rồi ha 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 tốt quá rồi cuối cùng cũng thắng rồi dương tuyết nhìn vẫn có chút ái ngại điều gì đó bên sơ thiên đại cấm chủ động mở lỗ hở ra dụ mặc tộc đến giết chính là để hóa giải áp lực sau này của nhân tộc hiện tại mặc tộc chui rúc không ra không phải chuyện tốt Thoái mặc quân trải qua ngàn năm chinh chiến, bây giờ đúng là cần nghỉ ngơi, thế cục như vậy cũng có thể chấp nhận. Sơ hở bên đại cấm đã bị ô quảng vá lại, vậy thì mặc tộc không cần phải tặng mạng trên chiến trường để kiềm chế tâm thân của ô quảng, đương nhiên sẽ không xuất bình nữa. Hành động này đã bứt dây động rừng, ta phải mau chóng tìm ra các vực chủ đang trị thương nghỉ dưỡng, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một tháng sau tại bất hồi quan, mặc sao này đến từ vương chủ mặc vực, để ta dùng để giao tiếp với nhân tộc ở sơ thiên đại cấm. Nhưng hiện tại hai ngày qua đi, bên sơ thiên đại cấm không có chút tin tức nào truyền đến, chẳng lẽ bên đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Lúc này trong hư không, đám vực chủ trốn ra đang bị men truy sát. Các tiên thiên vực chủ bị mên chảm sát tăng lên vô số. Cộng thêm mớ này, tổng cộng đã chết ba mớ vực chủ rồi. Mỗi một đợt đều có gần 15 vực chủ, Xem ra ma na ra muốn mượn mấy tên vực chủ này để làm ngụy vương chủ, không được để hắn như ý. Mên đánh tan mặc xào mà bọn chúng mang ra. Mặc xào hình như đang truyền thông tin gì đó. Đây rõ ràng là phía bất hồi quan đang thử liên hệ, không bằng mượn việc này thăm dò một số tin tức. Không được, nếu là đem thần thức đưa vào trong mặc xào, thì sẽ chạm mặt trực tiếp với đối phương, lỗ như đối diện là ma na vậy thì sẽ bại lộ mất. Hai giờ sau, trong mặc xào bất hồi quan, đợi lâu như vậy cũng không có hồi ứng phía sơ thiên đại cấm có lẽ đã bị bại lộ rồi đám vực chủ cuối cùng chạy ra được này sợ là cũng đã gặp phải độc thủ của cường giả rồi vốn tưởng rằng phía mặc tộc sẽ có nhiều vực chủ chạy ra hơn đáng tiếc nếu đại cấm đã bị bại lộ nói không chừng dương khai đã biết rồi dựa vào tài trí của người này rất có khả năng đã đoán được những bố trí âm thầm kia của tộc ta phải mau chóng liên hệ với hắn xem thử hắn đang ở đâu một nơi nào đó cách 600 dặm bên ngoài bất hồi quan. Tình hình mà đạo chủ nói thật sự đã xảy ra rồi, đang có người thử liên hệ với bên này. Bình tĩnh, lúc đó sắp xếp của đạo chủ là Hắn ta nhớ lại một tháng trước ở hư không đạo trường, đệ tử Tôn Chiếu, bái kiến đạo chủ. Không cần đa lễ, ta cần ngươi giấu đi khí tức trốn ở nơi này, trông coi tốt liên lạc châu này. Đạo chủ, liên lạc châu này có gì đặc biệt sao? một hạt châu dùng để truyền tin mà thôi, vậy mà cũng đáng để đạo chủ đặc biệt đến một chuyến. Ngươi chỉ cần biết, việc này trọng đại, liên quan đến tổn vong của nhân tộc. Không được để lộ tung tích. Dạ, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của đạo chủ. Nếu không ai liên hệ thì thôi, nếu có người liên hệ, lần đầu thì mặc kệ, lần hai vẫn mặc kệ, đợi đến lần thứ ba lại đáp lại. Vậy đệ tử nên đáp lại thế nào, truyền tin qua đây, lại là người nào? Đáp lại thế nào ngươi tự mình suy xét, truyền tin qua đó là một nhân vật nhỏ, không có bản lĩnh gì hết. Đệ tử hiểu rồi. Tôn Chiếu im lặng xem hạt châu truyền tin gì. Dương Huynh, ta có việc quan trọng cần thương lượng. Đây đã là lần truyền tin thứ ba rồi, cũng không biết là tiểu nhân vật không có bản lĩnh gì, lại dám xưng Huynh gọi đệ với đạo chủ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nếu ta là đạo chủ, bị một gia hỏa đáng ghét thúc giục, sẽ trả lời thế nào đây? Trong mặc xào bất hồi quan, tin tức đã truyền đi rồi, chứng tỏ Dương Khai vẫn đang ở phụ cận bất hồi quan, nói là không có, vậy thì phiền phức rồi. Bế quan, đừng phiền. Gia hỏa này vậy mà lại bế quan ở ngoài bất hồi quan, việc này thật đúng là không coi cường giả mặc tộc ra gì mà. Dương Khai còn đang ở ngoài bất hồi quan thì tốt, sợ là gia hỏa này đã thâm nhập vào trong mặc chi chiến trường, tra rõ các vị trí của mặc tộc rồi. Không đúng, nếu người ở phía bên kia liên lạc châu không phải Dương Khai thì sao? Nếu tất cả những việc này đều là do Dương Khai đã bố trí trước thì sao? Phải liên lạc với đám vực chủ đã ngủ sâu trị thương kia, xác định xem bọn họ có an toàn hay không. Sâu thẳm trong mặc chi chiến trường. Những ánh mắt của vực chủ bị đánh thức cùng lúc mở ra. Đã ít đi gần 60 vị tiên thiên vực chủ. Cuối cùng vẫn thua một nước cờ. Có thể dùng thủ đoạn lôi đình hủy đi mặc sao, giết vực chủ, chỉ có thể là Dương Khai. Tên này, đúng là tính chết ta mà. Đúng thật là đáng hận. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Chư vị không cần giấu nữa, mau động thân, đến bất hồi quan, trên đường nếu gặp cường giả nhân tộc, nhớ đừng giao thủ với hắn, thực lực người đó rất mạnh, thủ đoạn quỷ dị, không phải chúng ta có thể chống lại. Đó rốt cuộc là cường giả nhân tộc như thế nào, lại có thể khiến một ngụy vương chủ e ngại như vậy? Đại nhân, nếu thật sự gặp phải, nên làm thế nào? Phân tán chạy, chạy được người nào hay người đó. Vậy mặc xào thì sao? Mang theo đi, nếu tình hình không ổn, có thể vứt đi. Đi đi. Dạ. À. Sau đó tại mặc chi chiến trường, đám vực chủ bên trong các tòa mặc xào đã hiện thân. Mang theo tất cả mặc xào tiến về phía bất hồi quan. Mấy hôm sau, đây là dấu vết mặc xào để lại và lại nhìn quy mô này, ít nhất là mặc xào cấp vương chủ. Tên mana ra đó đúng thật là mũi chó, khư giác nhạy như vậy sao? Nhanh như vậy đã phát hiện ra đem mặc xào rời đi rồi. Mấy tên vực chủ này còn đang nghỉ dưỡng, mana ra đó chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn của họ trước, để họ về bất hồi quan là kế sách ứng phó duy nhất. Trước lúc đó, ta phải cố gắng truy sát mấy tên vực chủ này để giảm áp lực sau này của nhân tộc. Mên tăng tốc đuổi theo bọn chúng. Bay gần tới thì hét to lên, giết! Là bát phẩm, chia nhau chạy. Chạy gì chứ? Cường giả nhân tộc mà đại nhân Mana ra nói chắc là cửu phẩm, đây chỉ là một tên bát phẩm mà thôi. Đến rồi, nhanh khóa. Men thi triển kim ô chú nhật công kích toàn bộ bọn chúng. Đám vực chủ lúc này mới tái mặt toát mồ hôi. Đám vực chủ không đủ sức phản kháng, đều bị chảm. Những tiếng nổ vang lên. Mạnh, bát phẩm mạnh quá, nhân tộc từ khi nào xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Bàn tay men đã xuất hiện trước mặt hắn, Thương Long đã đánh tan thủ cấp của tên độc nhãn. Dương Khai ở bên đó. Chết, chết sạch rồi. Năm đó vì để ẩn giấu cỗ sức mạnh cường đại, mới đem các vực chủ sắp xếp ở bên ngoài. Không ngờ kế hoạch hoãn ngày đó lại trở thành gánh nặng ngày hôm nay. Mana gia đại nhân, các vực chủ quay về bất hồi quan ít nhất cũng phải mất thời gian gần một năm, trước mắt phải sắp xếp tiếp ứng bọn họ thế nào đây? Nửa năm Dương Khai có thể làm được nhiều việc như vậy. Hắn tinh thông không gian đại đạo, ở trong mắt người thường là khoảng cách xa không thể với tới, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là trong chớp mắt. Hết cách, chỉ có thể nghĩ cách tìm được bọn họ trước lúc bị Dương Khai tìm thấy. Sau đó tại một hư không khác, thật tốt quá, sắp đến bất hồi quan rồi. Không thể sơ sót, khoảng thời gian trước chúng ta đi cùng nhóm vực chủ đó chính là vì thả lỏng cảnh giác, mới bị Dương Khai đánh lén, dẫn đến toàn quân bị diệt. Một chùm sáng xuất hiện, hắn vừa nói khỏi miệng mên đã xuất hiện. Địch tập. Chúng ta vẫn luôn đề phòng nguy cơ đến từ hậu phương, căn bản chưa từng nghĩ đến Dương Khai lại chặn trước mặt bọn họ, gia hỏa này thật đúng là thần xuất quỷ nhập. Mau, truyền tin ra. Phản ứng của nhóm vực chủ này khác với nhóm gặp được lúc trước. Thời gian mấy tháng, ta đã giết không ít cường địch, bọn chúng cơ bản vừa nhìn thấy ta đã quay đầu chạy mất, đến mặc xào mang theo cũng không màng đến. Trước mắt đám vực chủ này rõ ràng có đủ thời gian phản ứng, nhưng bọn họ lại không có ý độn tẩu, đây là vì sao vậy? Tên vực chủ có sừng đang thi triển trận pháp. Mên vẫn đang đánh nổ những tòa mặc xào mà bọn chúng bỏ lại. Trận pháp tứ tượng đã được thi triển ra. Thì ra là vậy, đám vực chủ chạy ra từ trong sơ thiên đại cấm sẽ không kết thành trận thế gì hết. Nhóm vực chủ này lại hội hợp với đám vực chủ bước ra từ bất hồi quan. Tứ tượng trận của nhân tộc, vậy mà lại dễ dùng như vậy. Đợi thương thế của ta hồi phục rồi, cũng phải tập luyện cổ trận thế này mới được, miễn cho ngày sau gặp phải nhân tộc cường giả không có sức đánh trả. Dương Khai, mau lui đi. Sao vận khí của chúng ta lại kém vậy chứ? Lại gặp phải Dương Khai ở đây. Lần này phải xử lý thế nào đây? Mên im lặng chém tới bọn chúng một thương. Lãng phí sức lực. Không đúng, một thương này chỉ có hình, căn bản không có chút uy thế nào hết. Không ổn. Sau đó những vực chủ bên ngoài đã bị Mên kích sát. Biến trận, bảo vệ tất cả vực chủ. Lớp phòng hộ đã bao quanh tất cả những vực còn lại. Các ngươi muốn chết? Đừng ra tay vội, Mana gia đại nhân có lời truyền cáo. Nói nhanh. Mana gia đại nhân để chúng ta truyền lời, nếu các hạ có thể dừng tay, việc lúc trước bỏ qua, vật tư của bất hồi quan cũng có thể tăng đến năm thành. Đừng nói là năm thành vật tư, cho dù là 8 thành 10 thành, ta cũng không đáp ứng. Lần này đều là dừng tay, thế lực cao tầng của Mạc tộc chắc chắn sẽ tăng cao rất có khả năng ảnh hưởng đến tỷ lệ thực lực của chiến lực cao tầng ngày sau giữa hai tộc. Mên không dừng lại, tiếp tục thi triển Kim Ô chú nhật tấn công tới. Chư vị cố giữ. Sau khi các ngươi và đồng tộc hội hợp, lập tức hộ tống bọn họ quay về bất hồi quan, nếu gặp phải Dương Khai thì lấy lợi ích thu hút trước, nếu hắn dừng tay thì là tốt nhất. Nếu hắn quyết tâm không tha, phải dùng đến bí pháp kia để phá trận thế của các ngươi, thì tử chiến đến cùng với hắn, tuyệt đối không được thỏa hiệp. Mana sớm đã dự liệu được tình hình trước mắt, chúng ta lại không thể kháng lại mệnh lệnh của hắn, nếu không cho dù sống quay về cũng không có kết cục gì tốt đẹp hết. Các ngươi nếu lùi đi như vậy, ta sẽ coi như chưa từng gặp các ngươi. Không thể nào, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Mau, cố giữ vững. Lát sau uy áp giảm xuống, hắn từ từ mở mắt ra. Dương khai đâu? Chạy đi đâu rồi? Không biết nữa. Đừng lơ là, hắn sợ là đã trốn ở đâu đó đợi cơ hội ra tay. Nếu thật sự trốn ở nơi tối, vậy thì sẽ có một dấu vết để tìm. Chắc không phải, hắn đã đi rồi chứ, vừa rồi chỉ dọa chúng ta thôi. Vốn tưởng rằng hôm nay phải táng mệnh nơi này, không ngờ vậy mà còn có cơ hội sống sót. Đi. Manaza ở cách đó cả trăm vạn dặm sau khi nhận được tình báo thì vô cùng vui mừng, chiến tích đã thành công đẩy lùi Dương Khai được truyền ra. Để tất cả các đội ngũ vực chủ phụ trách hộ tống tộc nhân cứ yên tâm, trong nhất thời, rất nhiều mạc tộc vực chủ đều tăng cao sĩ khí. Nhiều năm như vậy vô số cường giả của bất hồi quan giao thủ với Dương Khai, đây là lần đầu tiên chiếm được chủ động. Mặc dù nói hai vị tiên thiên vực chủ mất mạng, nhưng từ kết quả này có thể thấy, cũng chẳng tính là gì hết. Nếu dùng đến xá hồn kích, ta có nắm chắc phá được trận thế của bốn vị vực chủ, đem tất cả mặc tộc vực chủ đều giết chết ở đây. Nhưng nếu làm vậy, ta chắc chắn phải trả giá lớn, một hai trăm năm tới đều phải ẩn thân dưỡng thương, việc này không đáng thay vì liều dùng xá hồn kích để tự thân bị thương còn không bằng tìm cơ hội giết càng nhiều vực chủ hơn một tháng sau tháng này ta đã gặp ba nhóm vực chủ rồi rồi thì mỗi nhóm vực chủ đều có đội ngũ đến từ bất hồi quan kết thành thủ hộ khiến ta không thể ra tay không có cơ hội rồi sao không vẫn còn rất nhiều theo như thăm dò lúc trước của ta ở sơ thiên đại cấm mặc tộc tiên thiên vực chủ gần như mỗi tháng đều có hai ba vị thành công trốn ra những vực chủ này hội tụ 14-15 vị một nhóm, rồi thì xuất phát đi về phía bất hồi quan. Tính như vậy thì, gần như cứ mỗi nửa năm sẽ có một nhóm vực chủ đến từ phía sơ thiên đại cấm, một năm sẽ có hai nhóm. Mà sơ thiên đại cấm cách vị trí mana ra sắp xếp cho bọn họ cực kỳ xa xôi, dựa vào bước chân của vực chủ bị trọng thương, nói ít cũng phải mười mấy năm thời gian mới có thể đến được vị trí. Đổi cách nói khác, trước mắt vẫn còn rất nhiều vực chủ từ sơ thiên đại cấm trốn ra, đang đi về phía bất hồi quan. Ta lúc trước ở trong mặc chi chiến trường rộng lớn này tìm kiếm tung tích của những vực chủ đó, nhưng cũng không biết đám vực chủ này rốt cuộc đã trốn ở vị trí nào. Nhưng nếu như ta đến chặn đám vực chủ vẫn đang trên đường, căn bản không cần vận khí gì hết, chỉ cần trực tiếp chạy về phía Sơ Thiên Đại Cấm là được, có thể đón đầu được bọn chúng. Đến lúc đó, giết bọn chúng không còn mảnh giáp che thân. Mấy ngày sau, cái gì? Dương Khai hiện thân cách Sơ Thiên Đại Cấm không xa đồ sát các vực chủ đang chạy đến. Đáng chết, lại là hắn, tên họ Dương đó sao cứ âm hồn không tan vậy. Truyền lệnh xuống, để các chiến trường đại vực tăng cường thế công, không chừa đường sống. Thôi thì đem mông quyết ném vào chiến trường, Dương Khai có thể giết vực chủ của chúng ta, thì ta không cần phải quan tâm hẹn ước lúc trước với hắn nữa. Ngụy vương chủ như mông quyết nếu đột nhiên tham chiến, nhất định sẽ cho lãnh đạo nhân tộc một đòn mạnh. Nhưng, Bên nhân tộc lỡ có cửu phẩm khai thiên ra tay nhằm vào Không, ngụy vương chủ không phải đối thủ của cửu phẩm Nếu khơi dậy đại chiến tầng cấp này Tình thế không dễ nắm bắt Đây không phải điều ta muốn nhìn thấy Hiện tại các vực chủ muốn tấn thăng vương chủ còn cần vài năm Vẫn là nhịn thêm một thời gian đi Trở lại trong hư không chiến trường mặc Mên đang lượn lờ tìm vực chủ chảm sát Các vực chủ mặc tộc đột nhiên hóa chẵn thành lẻ rồi Mấy tên vực chủ này không hành động theo đoàn nữa mà toàn bộ phân tán ra, có người ăn trong tối, có người tránh xa vị trí đã định, không tiếc vòng đường cũng phải cố gắng tránh ta. Không thể không nói, đây là một phương pháp ứng đối rất thông minh, nếu đoán không lầm, chắc là đến từ chỉ lệnh của Manaza. Nhưng vậy thì sao chứ? Màn giết chóc này đã kéo dài một năm, tiên thiên vực chủ trước sau chết trong tay ta hơn 200 người. Nếu mục tiêu của các vực chủ này là bất hồi quan, vậy thì ta chờ sẵn, tìm một hướng chờ họ tự tìm đến. Ta không tin, lần này mana ra đó còn có cách gì? Nửa năm sau, sâu trong chiến trường mặc. Tốt quá rồi, chỗ này cách bất hồi quan chưa đến nửa năm. Hắn vừa mới vui mừng thì đã có cây thương của men bay tới. Thủ cấp của hắn đã bị cắt rời khỏi thân. Đem thi thể và máu bắn ra thu hết vào tiểu càn khôn. Sau khi Dương Khai xóa sạch dấu vết chiến đấu để lại, lại mai phục. Tiếp theo trong một tháng, Dương Khai lại liên tiếp giết bốn vị vực chủ trong đại điện bất hồi quan lúc này. Đáng chết, Dương Khai. Tổn thất quá lớn, mấy năm nay vực chủ chết trong tay Dương Khai có hơn 3-400 vị. Và lại nay không biết tên đó trốn ở đâu giết vực chủ, mặc tộc còn khó khẳng định được vị trí của hắn. Không được, phải nghĩ cách tìm ra hành tung của hắn mới được. Hai năm sau, Dương Khai lại một lần nữa biến hóa phương vị ẩn thân, chờ các vực chủ từ sơ thiên đại cấm lẻn ra tự chui đầu vào lưới. Thời hạn nửa năm, đúng lúc các vực chủ đến không biết lần này ta có thể giết bao nhiêu vực chủ. Mên đã tìm được một tên vực chủ đang bỏ chạy. Bay tới đâm thẳng xuyên ngực hắn, nhưng trên miệng hắn lại nở một điều cười. Cái gì? Cơ thể hắn đang phình to lên, mặc tướng vĩnh hằng. Tên vực chủ đó đã tự bạo hy sinh nhằm đả thương Mên. Một tiếng nổ vang lên, mặc chi lực đang dội tới, Mên đã thi triển lá chắn phòng hộ. Nhưng vẫn bị vụ nổ đó đánh tan lớp phòng hộ, vực chủ này lại tự bạo. Trước đây giết nhiều vực chủ như vậy, cũng chưa nhìn thấy tên nào trực tiếp tự bạo như vậy. Nếu như không phải ta có long mạch chi thân, thì đã bị thương nặng rồi. Một lần lại thu hút nhiều vực chủ đến như vậy, hình như bọn họ sớm đã dự đoán biết trước rồi, mình sẽ động tay ở bên này. Mặc tộc không thể nào biết trước được hướng đi của mình, mình không lâu trước đây mới di chuyển đến vị trí này. Nếu nói như vậy, chỉ có một khả năng, mặc tộc lại có mưu kế giống mình, cùng ngồi ôm cây đợi thỏ, đợi mình xuất hiện các vị cẩn thận lần này không thể nào để hắn chạy thoát được nhất định phải giết chết tên dương khai này giao lại cho mana ra đại nhân mên cười lớn ha 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 mana ra à mana ra lần này ngươi đúng là tính kế với ta rồi nhưng mà như vậy thì đã sao nếu như ngươi đã vứt ra miếng thịt lớn như vậy thế thì ta sẽ cung kính không bằng tuân mệnh sẽ cắn trước một miếng mên ở trong vòng vây của mặc tộc thi triển kim ô chú nhật một quang cầu rực sáng trên không trung, Men đánh thẳng xuống bên dưới, công kích mặc tộc xung quanh. Men bay tới cắt đôi một tên. Đáng ghét, bọn chúng đang đuổi theo. Men đột nhiên phanh gấp lại, dùng thương long đâm liên tiếp về phía hai tên mặc tộc. Lá chắn của bọn chúng đã bị dạn nứt. Hai tên đó đã bị thương của Men đánh tung người. Đám mặc tộc sợ hãi thốt lên: Quái vật! Dương Khai, Mana gia đại nhân mời ngươi vào mặc xào nói chuyện mời vào mặc xào nói chuyện. Ngươi tưởng ta là đứa trẻ 13 tuổi sao? Bảo hắn đi chết đi là được rồi. Cái tên Manaza, cho rằng ta không hiểu gì về sự quỷ dị của không gian mặc xào sao? Ha ha, đề nghị ấu trĩ như vậy đúng là đáng bị giết. Cái này, không muốn vào mặc xào cũng không sao, Manaza đại nhân có lời muốn nói lại. Nói, Manaza đại nhân nói, Dương huynh, mặc tộc ta đã nhượng bộ với ngươi rất nhiều vật tư khai thác cũng đã chia cho người 30% lợi nhuận, chỉ cầu Dương Huynh có thể dàn xếp ổn thỏa. Hôm nay sao lại làm khó mặc tộc ta, tàn sát cường giả của mặc tộc ta? Hừ, nhân tộc và mặc tộc không chỉ có hai vị, mặc tộc nếu như ngoan ngoãn, ta sẽ không gây thêm chuyện. Nhưng mặc tộc ngươi lại dở trò ở sơ thiên đại cấm, trộm cắp, hội tụ sức mạnh, sao ta có thể ngồi im không quản được? Ta chỉ hận giết không đủ nhiều, giết không đầy đủ. Dương Huynh nói không sai, nhân tộc và mạc tộc không chỉ có hai vị ngươi và ta cho dù có mối quan hệ nhiều năm như vậy hai bên đồng tình mana ra muốn làm bằng hữu với ngươi cũng là mơ mộng hão huyền ngươi và ta làm chẳng qua chỉ là vì lợi ích cho bổn tộc xuất thân không giống nhau lập trường cũng không hay cho đồng tình quỷ mới đồng tình với ngươi chuyện đến nước này chuyện này cũng nên kết thúc rồi ngươi muốn kết quả gì sơ hở của sơ thiên đại cấm đã được vá lại sẽ không có vực chủ tử trong đại cấm đi ra nữa Trước đó các vực chủ đi từ trong đại cấm ra bị Dương huynh giết không ít. Ý ta là, chuyện này cứ như vậy thôi đi, Dương huynh không đi giết vực chủ mặc tộc ta, bên mặc tộc ta cũng không truy cứu việc trước đây nữa 30% vật tư đã hứa với Dương huynh vẫn như cũ, ý Dương huynh thế nào? Tên Ma Na gia, ta giết gần 40 vị vực chủ, hắn cử như vậy cho qua sao? Tổn thất lớn như vậy, cũng có thể xem như chưa từng xảy ra, đây đúng là thành ý rất lớn nếu ma na ra ngươi thật lòng như vậy, Dương Mỗ sao lại có thể không thành toàn ngươi? Làm như lời ngươi nói thì sao? Dương Huynh quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Nếu vậy, mong Dương Huynh tạm thời ở lại đây 20 năm. Dương Huynh yên tâm, số vực chủ này sẽ ở đây cùng Huynh. Nếu Dương Huynh không ra tay với họ, họ sẽ không đánh trả. Ngoài ra, ta có thể đảm bảo vương chủ đại nhân và bản thân ta cũng không xuất hiện trong phạm vi cảm trị của Dương Huynh. Biết ngay mana ra này còn thủ đoạn khác, xem ý đồ này là muốn kiềm chế ta ở đây. Thú vị! 20 năm, đủ để nhóm vực chủ cuối cùng từ sơ thiên đại cấm ra trở về bất hồi quan rồi. Manaza, nếu ta đã hứa với ngươi chuyện này, đương nhiên sẽ không làm trái, lòng tin của ngươi đối với ta ít quá. Không phải không tin Dương Huynh, chỉ là việc trọng đại, không thể không cẩn thận một chút, Dương Huynh lượng thứ. Nếu ta có ý muốn đi, mấy tên vực chủ này không ngăn được ta. Dương Huynh đâu cần phải vậy, tộc ta đã đủ nhượng bộ rồi có vài việc ta có thể thương lượng với huynh, nhưng có vài việc lại không thể thương lượng. Vậy thì Dương huynh, huynh nỡ đi như vậy sao? Ha ha ha, người hiểu ta, chỉ có ma na ra. Nếu có ngày ta tấn thăng cửu phẩm, sẽ lấy đầu của ngươi để tế sự vui mừng trong lòng ta. Nói không sai, ta đương nhiên là không nỡ, để 50 vị tiên thiên vực chủ ở đây, ta không giết sướng sao có thể đi chứ. Thay vì lãng phí thời gian và tinh lực mai phục giết lũ vực chủ lẻ tẻ đó, chi bằng ở đây buông tay làm một phản lớn đây mới là tinh túy mưu tính lần này của manaza hắn để một miếng mồi lớn trước mặt ta mà tên này vi truyền đạt lời của manaza tâm thần luôn kết nối với mặc xào trong tay đúng lúc là chỗ đột phá tốt nhất mên cầm thương chém bay luôn cánh tay trái của hắn giết hắn đám vực chủ đã bao vây mên lại mên thi triển kim ô chú nhật chết cho ta dùng sức một người chống lại hơn 50 vị tiên thiên vực chủ. Hự, kiên trì nào. Thu nhỏ vòng vây. Mên lúc này miệng liên tục thổ huyết, mên bắt đầu biến hình. Hóa thành cổ long, các ngươi muốn giở trò gì trước mắt lão tử đấy? Đám mặc tộc đang công kích vào thân rồng của mên. Mên bay tới hét lên, ta sẽ ăn các ngươi. Một cắn đã khiến 4 năm tên vực chủ bỏ mạng. Đám mặc tộc còn lại nhìn mà kinh ngạc nhanh giết nó đi, các người tìm chết sao. Mên vươn mình lên cao, mang long châu ra trước miệng. Một tiếng nổ vang lên bởi long châu của mên giáng xuống. Nơi long châu đi qua, các vực chủ đang khỏe mạnh đều bị thương và bị giết khi chạm vào, ngã xuống như rơm dạ. Mên trở lại nhân thân. Đứng nhìn đám mặc tộc bên dưới hét lên, sát. Nửa ngày sau, đám mặc tộc lúc này chỉ biết đứng nhìn há hốc miệng. Mên đang thoát sức chảm sát, kẻ điên này lại lần nữa. Tên ma na ra này sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc ta bị tiêu hao lớn nhất. Cho rằng ta sẽ ở lại đánh với các ngươi sao. Nằm mơ đi. Nhanh, tăng cường công kích. Nhất định phải giữ hắn lại. Mên dùng lá chặn ngăn đòn công kích từ bọn chúng lại. Cảm nhận không linh châu rồi. Đột nhiên một luồng trưởng lực đánh thẳng vào sau lưng mên. Quả nhiên, có nhiều kẻ địch mạnh phía trước như vậy. Muốn mượn không linh châu bỏ trốn cũng không được nếu đã như vậy, ta sẽ giết ra trùng vây. men thi triển, đại tự tại thương thuật. Mana ra ra lệnh, chặn hắn lại. Ta muốn đi, ai có thể ngăn được. Một bàn tay khổng lồ bay về phía mên. Dương Khai, ngươi đúng là tự đại quá rồi. Dương Khai, nhanh đưa tay chịu chói đi. Có thể tha cho ngươi tội chết. Mana ra ngươi bành trướng rồi hả? Đến nay đến Dương Huynh cũng không gọi nữa. Vậy thì ngươi cũng phải có tư cách mới được. Nói không sai, trạng thái của ta hiện giờ muốn thoát khỏi truy kích của hắn đúng là có chút khó khăn. Nhưng mà may là, lần này đến truy kích không phải là vị mặc vực vương chủ đó, nếu không tình hình chỉ có càng tồi tệ hơn thôi. Mên sử dụng sức mạnh âm dương lên hai nắm đấm. Đánh tan phong bế của mặc tộc bay đi. Tưởng rằng ta sẽ để ngươi dễ dàng chạy thoát sao. Mên cố gắng thoát khỏi truy kích từ tên Manaza. Chạy, bất luận thế nào, ta đều phải thoát được ngụy vương chủ mana ra này, sống tiếp. Tất cả đều ở trong kế hoạch. Tiếp theo đây chính là toàn lực truy sát Dương Khai, chỉ cần có thể giải quyết được đại địch này, những tiên thiên vực chủ đã chết đi lúc trước mới có giá trị. Đậu xanh, làm thế nào mới có thể thoát được? Trốn đến sơ thiên đại cấm cũng là một cách, bên đó có thoái mặc quân, còn có thánh long phục quảng. Nếu có thể đem mana ra dẫn đến bên đó, không chỉ bảo vệ được an toàn của chính mình, còn có thể để Phục Quảng thuận tay giải quyết ra hỏa mana ra này. Không được, vẫn là quá xa, dựa vào trạng thái của ta hiện giờ còn chưa đợi chạy qua sợ rằng đã bị mana ra đuổi đến rồi. Vậy thì phụ cận có thể mượn sức được, chỉ có các bát phẩm đang âm thầm bảo vệ cả vạn nhân tộc võ giả đang khai thác tư nguyên mà thôi. Nhưng nếu ta thật sự chạy qua đó, những võ giả khai thác vật tư đó bị dư chấn chiến đấu đánh đến, tu vi của bọn họ lại không cao, sợ là sẽ tử thương cả mảnh lớn, hơn nữa vị trí của bọn họ một khi bại lộ, chắc hẳn sẽ gặp phải sự vậy giết của mặc tộc. Cả vạn anh hùng mai danh ẩn tính, chịu rủi ro cực lớn để ở lại nơi sâu thẳm trong mặc chi chiến trường để khai thác tư nguyên, không nên vì tư lợi của ta mà rơi vào hiểm cảnh. Quả nhiên, vẫn phải một mình chiến đấu sao? Gia hỏa này, lần này thật sự quyết tâm muốn diệt trừ ta rồi. Bó tay chịu trói đi, dương khai ta còn có thể giữ toàn thây cho người. Thương thế của nhục thân dưới tác dụng của long mạch chi lực dần được tu bổ. Thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn cũng đang gia tăng. Ôn thần liên đang nuôi dưỡng tâm thần. Hiện giờ xem ra, sợ là phải cùng mana ra kéo dài 30 năm ta mới có thể hồi phục được. Nếu là vậy, ta sẽ cùng ngươi mài rũa một trận. Dương khai, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Mên thi triển tịnh hóa chi quang thúc động. Mana ra đang tức tốc bay tới, không kịp dừng lại. Tạm biệt rõ ràng có một bàn tay vô hình không chế khiến tiểu càn khôn vốn ổn định kiên cố lại sụp sôi mana ra lúc này đã đuổi kịp cười lớn ha 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 hắn tung một nắm đấm nhắm thẳng về phía mên dương khai chịu chết đi mên cố gắng chống đỡ một đấm từ hắn miệng mên đã thổ đầy huyết lại thêm một đấm nữa tới mana ra vừa đấm tới đã không còn thấy mên đâu nữa chạy đi đâu rồi hắn xuất thần thức đi thăm dò xung quanh Mên lúc này đang cố gắng bỏ chạy với thân thể đầy các vết thương. Hết sức rồi sao? Xem ra là công lao của một kích vừa rồi của ta. Ngươi vậy mà lại mắc phải sai lầm vào thời khắc mấu chốt, cho ta có cơ hội hành động. Dương khai, lần này là mệnh khắc tuyệt ngươi, không thể trách ta được. Đột nhiên Mên khựng lại. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Trong phút chốc vừa rồi, tiểu can khôn của ta vậy mà đột nhiên lại lay động một chút, dẫn đến thiên địa vĩ lực của bản thân rối loạn. Nhưng tiểu càn khôn của ta sao lại lay động được? Tiểu càn khôn của ta vẫn luôn có cây con thế giới thụ phong chấn, viên nhuận không tỉ vết, ngoại lực bấy sâm. Cho dù là đối đầu với ma na ra, tiểu càn khôn cũng không thể nào gặp phải ảnh hưởng gì hết. Ở bên đó, đó chẳng phải phương hướng của nơi khoe hung uy lúc trước ta đại chiến với cả trăm tiên thiên vực chủ sao. Rõ ràng, nơi đó có thứ gì đó đang thu hút ta. Bẫy của mặc tộc hay là âm mưu của ma na ra? rõ ràng thực lực tu vi đến mức độ của ta tâm tính ổn định căn bản không thể nào bị sức mạnh ngoại lực ảnh hưởng được trong khi đó bên ngoài sơ thiên đại cấm các võ giả bát phẩm đều có chung cảm giác với mên cảnh chuyển tới tân đại vực thứ đó vậy mà lại hiện thế trở lại mặc chi chiến trường dương khai đó rốt cuộc là quái vật gì vậy sau lưng ngươi là thứ gì vậy ý đây là một lò đan khổng lồ đang từ từ xuất hiện đây là chuyện gì vậy? Chư vị, mau nhìn bên trên. Cái gì? Bóng ảnh của lò đan đã xuất hiện trước mắt đám mặc tộc. Sao lại đột nhiên bị nhốt lại chứ? Ngoại giới này sao lại nguy hiểm vậy chứ? Đúng vậy cuộc sống bên trong sơ thiên đại cấm mặc dù có khó khăn đơn điệu, nhưng cũng tính là an ổn, ta nhớ sơ thiên đại cấm rồi. Không chỉ phía hư không này xuất hiện hư ảnh kỳ quái, trong các nơi chiến trường giao chiến của nhân mặc lưỡng tộc đều có hư ảnh đột nhiên ngưng kết. Thậm chí đến bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm, còn có trong không chi vực không có ai hết, cũng xuất hiện tình hình thế này, giống như sự tồn tại thần diệu gì đó đang chiếu ảnh ở vị trí bất đồng. Lúc này tại Tổng phủ Tư, vật này xuất hiện vào lúc này. Thật đúng là mệnh mà, thăng bằng mà hai tộc cố ý duy trì cả ngàn năm nay xác định sẽ bị phá vỡ rồi sao? Hạng huynh, ngươi đến rồi. Vốn dĩ ta đang bế quan, nhưng sau khi phát hiện động tĩnh của thứ đó bị đánh thức, tiểu can khôn dao động, tấn thăng cửu phẩm thất bại cũng chỉ có thể xuất quan đáng tiếc không có gì đáng tiếc vật đó đúng thật là càng khôn lư chắc huynh đã cảm ứng được rồi càng khôn lư bắt đầu huyễn hóa thúc động đúng vậy nghe đồn mỗi lần càng khôn lư hiện thế bát phẩm đỉnh phong đều sinh ra cảm ứng xem dáng vẻ quả nhiên là vậy vị trí ở đâu mễ kinh luân thở dài vị trí không chỉ một nơi ý gì cậu tự xem đi nay tình báo tổng phủ tư nhận được hiển thị hư ảnh của càn khôn lư đó xuất hiện trong chiến trường các đại vực. Sao lại vậy? Căn cứ vào ghi chép trong sách Đại Động Thiên Phúc Địa, lúc càn khôn lư hiện thế, đúng là không chỉ có một vị trí, nhiều nhất từng có ba vị trí, nhưng mười mấy chỗ như lần này, đúng là chưa từng có. Vậy sao? Rất lâu trước, ta từng nghe sư tôn nói qua chuyện của càn khôn lư. Các tiền bối suy đoán, bổn thể của càn khôn lư luôn ẩn giữa thật hư, chưa từng có ai thấy qua, toàn bộ thứ bị nhìn thấy đều là bóng của nó. Bóng đó tuy cũng là hư ảo, nhưng liên quan đến bổn thể, càng là lối vào Càn Khôn Lư. Ta cũng từng nghe các tiền bối nói qua chuyện này, ngoài ra, số lượng bóng này dường như có liên quan đến ít nhiều mạnh yếu của số lượng sinh linh đã chết. Trong ghi chép, lúc số lượng bóng nhiều, sinh linh chết đi sẽ nhiều, mà sinh linh chết đi càng nhiều, thực lực càng mạnh, càng có khả năng thu hút bóng của Càn Khôn Lư. Cho nên lần này chiến trường các đại vực đều có bóng xuất hiện. Đại khái là vì nguyên nhân này, Mấy năm nay trong chiến trường các đại vực, tướng sĩ bị thương tử vong của hai tộc nhân mặc khó mà tính được, cường giả cũng có không ít. Bóng của càn khôn lưu xuất hiện ở các chiến trường đại vực này cũng bình thường. Như vậy tính ra ngoài không chi vực và sơ thiên đại cấm chắc cũng có. Bất luận là không trị vực hay ngoài sơ thiên đại cấm đều có lượng lớn sinh linh chiến tử. Đặc biệt là không chi vực, cửu phẩm lão tổ đến cả vương chủ mặc tộc gần như chiến đấu đến chết hết. Điều này đối với nhân loại mà nói không phải tin tốt nơi bóng ở chính là lối vào càn khôn lư. Nếu chỉ có một hai lối vào, bên nhân tộc chắc chắn sẽ dùng sức mạnh cả tộc đoạt lấy quyền khống chế lối vào, nhưng bây giờ có mười mấy lối vào, cường giả mặc tộc cũng có cơ hội vào trong. Mặc tộc, e là sẽ dốc hết sức phá hoại cơ duyên nhân tộc. Các thánh linh đâu? Chúng sống đủ lâu rồi, có phải biết một vài manh mối liên quan đến càn khôn lư không? Đã phái người đi mời trưởng lão hai tộc Long Phụng rồi, nhưng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn các thánh linh quanh năm đóng giữ bất hồi quan tuy sống đủ lâu nhưng mỗi năm lúc càn khôn lưu xuất hiện chúng đều không vào trong chắc cũng không biết nhiều về càn khôn lư ngoài ra ta còn bảo người mời túc lão của các động thiên phúc địa xem thử có thu hoạch gì không thời gian có kịp không cái này không cần lo theo như sách ghi bóng của càn khôn lưu xuất hiện chỉ là bắt đầu chỉ khi chờ đến bóng thật sự ngưng thực lối vào mới xem như là được mở ra quá trình này thời gian khác nhau dài có 3 tới 5 năm Ngắn có mấy tháng. Ta muốn vào. Hạng huynh nên đi. Không cần cảm thấy ái náy. Do huynh tấn thăng cửu phẩm có thể mang lại áp lực lớn hơn cho mặc tộc. Ta xin lỗi huynh. Ta vào. Thì huynh phải ở lại mưu toàn toàn cục. Đừng nói. Với giao tình của chúng ta hà tất phải nói mấy thứ này. Ta hiểu huynh không phải vì lợi ích bản thân. Sẽ phải có một thủ lĩnh tọa chấn ở lại. Cho dù huynh không nói. Ta cũng sẽ sắp xếp như vậy. Đa tạ. Ha ha bên nhân tộc có ta huynh yên tâm đúng rồi còn một việc dương khai ở bên sơ thiên đại cấm hình như xảy ra chút vấn đề huyền minh quân huyết nha cầu kiến mễ sư huynh huyết nha chẳng phải hắn là thành viên tiểu đội thần hy của dương khai sao lại quên mất hắn rồi mời vào huyết nha với một khí tức quanh người từ từ bước vào khí tức của tên này nếu ta nhớ không lầm công pháp đó của hắn gọi là đại diện bất diệt huyết chiếu kinh là một môn tả công bí pháp thì phải